chắn là đó một lý do rất là quan trọng, vì mình cũng đã rất là yêu mến cái cuộc thi hoa hậu chính thức, nhưng phải do là công ty Sen Vàng tổ chức, và yêu mến thì mình phải có mục tiêu, và hôm nay chúng tôi đến đây là để chúng tôi được thể hiện cái sự yêu mến mình qua mục tiêu để được hợp tác trong với đại Sen Vàng trong các cái sự kiện sắp tới về thi hoa hậu. Chị nghĩ như thế nào về các cuộc thi hoa hậu vừa qua? Chắc chắn là luôn là những gì gọi là phải nói sao chất lượng cả về những cái vị ở đàn hoa hậu cũng như là về khâu tổ chức tất cả mọi thứ, và đó là lý do tôi có bài tài buổi hôm nay. Dạ, thì trong tất cả các đàn hậu ấy, chị thấy ấn tượng cái đàn hậu nào vì sao ạ? Nếu mà đối với cuộc thi Hòa Bình Thế Giới thì tất cả các nàng hậu là đã cố gắng hết sức để có cái kết quả nhất định của mình và thành công của mình, cho nên tôi đều yêu mến, và chắc chắn là nếu mà ở cuộc thi quốc tế thì nước nhà luôn được ưu tiên. Ở nhà hai vợ chồng chị có thường cùng nhau coi cái cuộc thi hoa hậu không chị? Chắc chắn là và chúng tôi cũng từng đến xem trực tiếp rồi. Có một cuộc hôn nhân hạnh phúc như vậy thì chị có nghĩ là mình sẽ tham gia một cuộc thi hoa hậu dành cho nhân? Phụ nữ thì phải được tôn vinh nhất là về sắc đẹp ha. Tuy nhiên là xã hội đã phân công và mỗi người đã một sứ mạng. Nếu đã sứ mạng danh nhân, tôi chỉ muốn là tập trung làm thật tốt cái điều đó với một người đã đi vào con đường danh nhân. Còn hoa hậu thì quý bà hay những cái hoa hậu mà thường như chúng ta vẫn thấy ngoài những cái cuộc hoa hậu chính thức được trong nước và được kết nối với quốc tế, thì tôi luôn ủng hộ những cuộc hoa hậu do Trung tâm Sen Vàng tổ chức. Và tôi cũng mong muốn rằng là chúng ta hãy để cái danh xưng hoa hậu nó được luôn luôn mãi mãi tuyệt vời đó, với những cô gái tràn đầy năng lượng, đầy đủ cái trí tuệ trẻ và cái năng lượng trẻ để chuyển tới. Còn phụ nữ với quan điểm của chúng tôi chỉ cần đẹp hoa hậu trong mắt một người, đó là người yêu chồng tôi là được rồi. Dạ, lần này trở lại giống như là mình xuất hiện ở sự kiện giải trí vậy, chị nghĩ là sắp tới chị là Huy mình có song hành trong những cái sự kiện giải trí như vậy? Không phải là sắp tới, vợ chồng luôn song hành đó chứ, chỉ là chúng tôi sẽ hết sức cân nhắc và có những cái chương trình đó làm sao mà chúng tôi không quá phô trương nhưng mà cũng đạt chất lượng nhất định. Dạ, sau đám cưới thì em thấy là hai anh chị cũng khá là êm ắng, thì không biết là anh chị có thể chia sẻ cái cuộc sống hôn nhân hiện tại của mình một chút xíu được không ạ? Rất cảm ơn là người hâm mộ của chồng tôi là quý Bình luôn luôn quan tâm tới anh ấy và cuộc sống gia đình, và cả tôi cũng được hưởng cái phần ưu ái đó. Nhưng mà chúng tôi luôn luôn chia sẻ những cái gì mà chúng tôi cảm thấy nó hài hòa nhất, và nó không mang đến cái việc giống như là nói sao ta, tôi thương mại thì không biết nói những cái từ hoa mỹ đâu, nhưng mà chúng tôi cố gắng làm sao đừng có để người hâm mộ một ngày đó nghĩ rằng chúng tôi đang thể hiện cái gì đó không chuẩn. Dạ, chị có thể chia sẻ cái kỳ nghỉ Tết vừa rồi của hai vợ chồng được không chị? Đó là một kỳ nghỉ, một cái Tết êm ái và hạnh phúc. Cái Tết đầu tiên chúng tôi có thêm thành viên mới, và chúng tôi ăn Tết tại Phú Quốc và Sài Gòn. Chúng tôi đón giao thừa ở Phú Quốc, và Phú Quốc là một nơi tôi rất là yêu, nơi đó đã cho tôi nhiều cái thành công nhất định cho ngày hôm nay, và nhất là năm nay tôi đã được thành phố cho phép làm lĩnh vực mèo logo, cho nên chúng tôi đã sắp xếp có thể ăn Tết ở Phú Quốc và cả ở Sài Gòn, về thăm nhà nội đầy đủ, một cái Tết bình yên và hạnh phúc. Dạ, sau thời gian mà mình sống chung với là anh Quý Bình đó, thì chị có thể chia sẻ một chút xíu về ông xã của mình, là ảnh đúng thật là một cái người mẫu mà chị đã chọn trong tương lai, giống như là trong cái dự định của mình ở tương lai vậy. Tới ngày này tôi vẫn thấy chồng tôi là một lựa chọn, không phải một mình tôi lựa chọn đó, chắc là ông trời đã đặt để chính xác rồi đó. Kết hôn với lại người nổi tiếng đó, chị có cảm thấy một cái thiệt thòi không? Cảm thấy mình được may mắn chứ, tại vì để trở thành một người nổi tiếng thì có nhiều cách nổi tiếng lắm, nhưng mà tôi rất là hạnh phúc và hài lòng với sự được quan tâm của chồng tôi, được mọi người quan tâm. Tôi cũng không dám nhận chồng tôi là người nổi tiếng vì chồng tôi cũng không có cho phép tôi phát ngôn như thế, nhưng mà tôi cũng rất là may mắn khi có một người chồng mà được mọi người yêu mến và quan tâm, điều đó là điều may mắn mà tôi có được. Là một doanh nhân thành đạt rồi,
còn giữ một cuộc sống gia đình rất hạnh phúc á, thì chị có thể chia sẻ cái kinh nghiệm, cái bí quyết cho các chị em á. Dạ. Làm tốt nhất cái vị trí công việc của mình, đó là điều cần thiết. Thứ hai là văn hóa Việt Nam mình mà quý ông ở luôn là số 1, hãy hỏi ý kiến anh ấy, dù dù là bạn có thích rồi á nhưng vẫn cứ hỏi ý, chắc chắn là bạn sẽ được và nó sẽ bình yên hơn. Dạ, sắp tới 14 tháng 2 rồi á, không biết là anh chị có kế hoạch gì cho ngày 14 tháng 2 không? 14 tháng 2 hả? Đối với tôi thì hơi hiện đại hơn, đó là ngày mà phụ nữ sẽ tỏ tình với người mình yêu. Và đã là chồng rồi tôi cũng vẫn sẽ tỏ tình để cảm thấy rằng là tôi luôn luôn bên cạnh và yêu anh ấy. Có lẽ ngày 14 tháng 2 lúc đó chúng ta sẽ biết nha. Cho phép tôi được bí mật. Vậy thì có vẻ trong tình yêu là chị là một chủ động hơn anh với mình không? Phụ nữ hiện đại mà đã dám đi kinh doanh yêu mà không dám chủ động nữa thì chắc không phải là một người điều hành rồi. Những cái dự định của chị trong năm 2023? Phát triển kinh doanh thật là tốt và chúng tôi đang phát triển mạng không chỉ là bất động sản mà còn là các dòng bất động sản nghỉ dưỡng cho người già nè, và phát triển thêm bên các cái dịch vụ đi kèm cho một cái khu du lịch nghỉ dưỡng, và đang là thành phố duy nhất của nước Việt Nam, đó là thành phố Phú Quốc, và chúng tôi cũng mở rộng thêm mảng khách sạn lưu trú và vui chơi. Dạ, ngoài kinh doanh thì mình có nghĩ là mình sẽ lấn sân sang nghệ thuật, mình sản xuất phim hay là gì không chị? Và nếu như là rất là thiếu sót, nếu như tôi không nói rằng là năm nay tôi bắt đầu hợp tác với lại đối tác của tôi là một tập đoàn rất ở Korea. Sản xuất phim hả chị? Tập đoàn bên các cái bất động sản và dòng bất động sản nghỉ dưỡng, trong đó có các cái dịch vụ liên quan đi kèm, chẳng hạn như là vui chơi, sân golf, bóng chày, everything. Chị có nghĩ là mình sẽ đầu tư vào lĩnh vực giải trí, làm phim và chồng mình đóng đóng phim chính? Cả hai vợ chồng khi yêu nhau và tới giờ vẫn xác định rằng là chúng ta nên làm những cái gì chúng ta biết. Về nghệ thuật thì Thùy không biết, cho nên Thùy sẽ không làm. Anh Bình thích cái gì anh Bình làm cái đó, và Thùy luôn luôn ủng hộ anh ấy. Chị ơi, một câu nói đi chân được. Tại vì em được biết là hai bệnh người chồng mình giữ cái mến hai năm nay, chị không biết trong việc nuôi dạy con cái thì hay anh chị có khó khăn gì không ạ? Hình như là không luôn, tại vì cũng do công việc á mà anh đang rất là ưu tiên cho chị. Anh đã dành hết cái khoảng thời gian trước Tết cho tới bây giờ, và tới hôm nay anh cũng đang chăm sóc em bé về vui chơi, về mặt tinh thần. Mặc dù là em bé cũng có người chăm sóc nhưng mà bố mẹ một trong hai là điều rất cần với trẻ con, và anh đang ưu tiên điều đó, dành hết cho em bé. Và khi em bé có chị thì ok, nhưng mà có anh xuất hiện thì chị trở nên vô hình lắm. Cái quan điểm nuôi dạy con thì mình có bao giờ bất đồng về cách nuôi dạy con? Chưa từng, vì chúng tôi tôn trọng những cái quyết định với nhau. Anh có thể chăm em bé kiểu này, em cũng thể chăm nó, chứ đều là mình nhắc nhở nhau để cho con nó được an toàn hơn thôi, và nó phát triển đúng với cái bản năng thực của nó khi mình sinh ra. Có ba làm nghệ thuật, các mẹ làm kinh doanh thì không biết là chuyện cho con như thế nào? Nếu mà để mình mong muốn á, trong lòng thì cả hai vợ chồng đều không có muốn muốn con theo nghệ thuật, vì tại thấy bé có tố chất quân đội hơn, chắc có lẽ là sau này muốn phát triển bé đi trở thành một quân nhân giỏi, sau đó là một sếp của quân nhân. Đó chỉ là mong ước của ba mẹ thôi, còn quan trọng là con trẻ lớn lên thì sẽ có quyết định riêng. Tố chất của quân đội là sao? Kỷ luật. Vậy là ngay từ nhỏ là anh chị phải dạy cho bé cái tính kỷ luật cao. Chắc chắn. Chị có phải là 2 năm rồi là anh với mình lãnh tạm gác một công việc nghệ thuật để chăm con không chị? Tạm gác thì không đúng, nhưng mà thật ra không phải là con không, mà trước khi đã một quá trình dài ảnh lao động nghệ thuật và dành cho tất cả những gì yêu thương đối với công chúng rồi, thì hiện nay thì ba mẹ cũng lớn tuổi, cho nên là lại có con nữa, có em bé nữa, cho nên anh tiết chế lại công việc và anh có sự chọn lọc đối với những cái công việc mà anh thấy nó phù hợp với cái tính chất hiện tại, vì
thì anh sẽ dành cho gia đình, không chỉ riêng con mình mà còn đến ba mẹ. Tại vì khi có con rồi mới thấy là công ơn sinh thành của ba mẹ nó còn lớn hơn cái lúc mà mình chưa có em bé nữa, mình hiểu nó nhiều hơn nữa. Em nhớ là lúc mà vừa biết tin là chị có con á, anh với mình đi một sự kiện, anh có khoe, anh có kể được cái cảm giác lúc mà anh nghe được tin có con, anh rất là vỡ và hà luôn. Chị có thể kể lại một chút xíu cho em nghe. Cái chuyện đó qua rồi, nhưng mà hôm nay chị đến đây với Sen Vàng á, chị muốn dành hết cái tâm trí của chị vào cái sự kiện ngày hôm nay. Có lẽ những cái gì riêng tư gia đình chúng ta sẽ chuyển sang một cái buổi phỏng vấn khác. Và chị rất là mong muốn được hợp tác với Sen Vàng trong thời gian sắp tới, cũng như là ở phía đối tác của chị ở Korea.